1 giờ chiều ngày 8 tháng 9 năm 2019 thì tôi đang có mặt tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí và bàn giao cho chú thân bộ trường kỷ phòng gỗ. Trên màn hình là chú thân là bộ ghế đây. 1 giờ giờ chiều rồi. Người đã vượt chặng đường hơn 200 cây số. Cửa ông. Nắp sập đấy. Ờ đấy. Ông kể nắp tận cái sập. Cửa ông ạ. Ông tập nhau mình kể đến đấy. À. Ông nhau mình bảo hành đi xuống đấy là chết. Đấy, ông tận đấy mẹ. Vì anh cầu thì liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại 0987 50 086, website đồ gỗ Tùng Tám .com. Cũng kiểu như này,